sửa chữa, thay thế thiết bị điện nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng để xử lý. Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương kiểm tra toàn bộ hành lang các đường dây để vận động nhân dân chặt tỉa cây cối, tháo gỡ công trình trái phép. Đó là những biện pháp đang được 27 công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC triển khai nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố do ảnh hưởng của mùa mưa bão năm 2024. Thì cái đặc thù của cái lưới điện thì đi qua các cái địa hình rất là phức tạp, rất là khó khăn. Hai nữa là các cái điều kiện làm việc ấy thì là cái điều kiện rất là nghiêm ngặt vì là có điện. Thế cho nên là lãnh đạo tổng ty ấy thì cũng xác định là tiến tới là phải đưa dần các cái công nghệ vào để thứ nhất là cái nào thay thế được con người thì sẽ thay thế. Thứ hai ấy là làm cho cái việc làm của anh em nó nhẹ nhàng đi. Mùa mưa bão cũng là thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ xảy ra các sự cố lưới điện. Do vậy, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng và hạn chế sự cố, ngành điện miền Bắc sẽ tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện cho người dân, phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con kiểm tra việc sử dụng các thiết bị điện, đề phòng ngập nước gây tai nạn khi có bão lũ, nhất là tại các địa phương miền núi. Thiên tai địa bàn tỉnh Sơn La là rất là khắc nghiệt. Điển hình các năm gần đây là thường xảy ra các trường hợp lũ quét làm ảnh hưởng đến lưới điện như đổ cột, gãy cột, sạt lở các vị trí cột. Là để chủ động trước mọi tình huống như vậy thì công ty điện lực Sơn La, điện lực thành phố Sơn La luôn luôn chủ động để khắc phục một cách sớm nhất để đảm bảo cấp điện cho nhân dân. Thời gian vừa qua thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên của tổng công ty, trong đó có công ty Điện lực Sơn La, đã thực hiện rất tốt cái vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức quản lý hệ thống lưới điện của tỉnh và đồng thời là thực hiện cái nhiệm vụ để cung cấp điện cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đặc biệt, với những công trình, cây cối đang vi phạm an toàn hành lang lưới điện, EVN-NPC sẽ phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tự tháo dỡ, yêu cầu giải tỏa hoặc xây dựng phương án đảm bảo an toàn theo đúng quy định của pháp luật.